thời gian ở Bắc Kinh. Các đồng chí, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 1959. Theo yêu cầu tốc độ nhanh, chất lượng cao và tầm nghệ thuật cao của Trung ương Đảng, Đại lễ đường được gấp rút xây dựng. Công trình Đại lễ đường là công trình hàng đầu trong kỷ niệm 10 năm Quốc khánh. Đây là tòa cung điện nước Cộng hòa đang được xây dựng vì nhân dân. Nó đại diện cho tinh thần dân tộc và thành tựu của nước Cộng hòa. Tôi tên Dương Tiểu Mạc, vì bố tôi tên Dương Đại Mạc. Dương Đại Mạc ly hôn sớm, vì ông ấy rất yêu nhà máy xi măng kiếm được tiền của mình, yêu nó hơn cả mẹ tôi và tôi. Chậm thôi, lái chậm thôi. Anh xem sao môi của em bị nhòe hết rồi. Đang vội. Lái chậm thôi. Đừng có quấy. Người ngồi bên cạnh tôi là một cô gái mới quen biết không bao lâu. Tôi không biết cô ấy tên gì. Không sao hết. Mọi người có duyên quen biết nhau, cần gì phải quan tâm đến tên họ. Chờ một chút. Sẽ làm xong nhanh thôi. Chờ chút. Sao vậy? Xong chưa? Xong rồi. Đi đây. Sở trưởng Đinh ở đâu? Nói ông ta thả máy ra. Nhóc con, tìm ai? Sở trưởng Đinh. Vậy ông ta có quan hệ gì với cậu? Con trai. Cậu có thằng con già thế à? Tôi là con trai ông ta, được chưa? Ông ta khá quá nhỉ, sinh được thằng con trẻ thế này. Không phải, anh nói nhiều như vậy làm gì? Mau thả người ra cho tôi. Ngày mai tổ dân phố sẽ thông báo. Được, nào, đi theo tôi. Ông già, anh làm gì vậy? Còn chưa nói rõ ràng đâu. Đừng chạm vào tôi. Tôi quen biết với sở trưởng Đinh chỗ các anh. Vậy à? Nói đi. Người anh em. Đồng chí, vừa nhìn là biết anh là người mới. Tôi sẽ phổ cập kiến thức cho anh nhé. Ông ấy tên thời Trường Công. Chỗ này có chút vấn đề. Bệnh phình động mạch não. Nếu bị chèn ép phải thần kinh thị giác thì ông ấy sẽ mù. Nếu chèn ép thần kinh thính giác thì ông ấy sẽ điếc. Nếu chèn ép ký ức thì ông ấy xuyên không. Xuyên không về năm 1950. Lịch sử của ông ấy tôi cần phổ cập cho anh biết. Dĩ nhân này là ai? Không cần tôi nói thêm nữa. Họ bắt tay nhau làm gì cùng với dĩ nhân? Cùng vui chơi với dĩ nhân. Tấm hình mấu chốt nhất đây, chụp hình chung với sở trưởng Đinh. Cho nên đồng chí, tôi thật lòng khuyên nhủ anh mau chóng thả máy ra. Nếu chậm trễ thì coi chừng anh tiêu đời. Ngồi xuống. Ngồi thì ngồi. Mang mấy cái này xong vào đại lễ đường nhân dân, không ai cản lại được hết. Chỉ có Tiết Nhã Lan nói được. Thế là sao? Thẻ căn cước đâu? Không mang theo. Nói tôi biết số căn cước. Quên rồi. Đầu óc hai bố con đều có vấn đề đúng không? Tiết Nhã Lan là ai? Nghe anh nói là tôi biết nghe anh là người mới mà. Anh hỏi cảnh sát khu này đi. Ai mà không biết Tiết Nhã Lan?
Đội trưởng Thời, đội trưởng Thời, phiền anh ngừng tay một lát. Nguyên liệu này có vấn đề, anh đã kiểm tra chưa? Anh đã kiểm tra nguyên liệu này chưa? Tôi hỏi anh đó. Đội trưởng Thời, đội trưởng Thời, ngừng, đứng im, tất cả đứng im. Tôi là đội trưởng chỗ này, chuyện do tôi quyết định. Mọi người làm tiếp đi, làm mau lên. Tôi là người kiểm soát chất lượng công trình. Anh bảo họ ngừng tay, đứng im đi, bây giờ ngừng lại. Chờ chút, chờ chút. Cái gì Nhã Lan? Tiết Nhã Lan, anh nhớ cho kỹ. Tôi tốt nghiệp trường đại học Moscow, là người kiểm soát chất lượng công trình. Nào, có thấy chưa? Nhìn nguyên vật liệu này đi. Ở đây, có mắt sâu. Ta dịnh này, cái này đều không thể dùng được, phải làm lại. Cái này, đây chẳng phải là chuyện to tát gì, làm trễ hạn mới là chuyện lớn. Này, làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Anh không xứng với lá cờ này. Tôi hỏi anh, có biết họ đang xây gì không? Đại lễ đường. Đúng vậy, chúng ta đang xây đại lễ đường. Nhưng nếu các anh chỉ nghĩ đây là đại lễ đường, thì giác ngộ của anh quá thấp. Vậy cô nói đi, giác ngộ cao là sao? Đây không phải chỉ đơn giản là công trình. Đây là nơi mà 600 triệu đồng bào lần đầu tiên được làm chủ bàn luận quốc gia đại sự trong suốt mấy nghìn năm qua, là cảm nghĩ của tất cả mọi người khi nhớ về nước nhà. Tất cả những chuyện này các anh đang làm, sau này đều sẽ được ghi vào sách vở của con trẻ, khích lệ bọn trẻ cố gắng học hành, là hy vọng để chúng phấn đấu làm việc. Đội trưởng, chúng ta tính sao đây? Đội trưởng, còn làm nữa không? Đội trưởng, chúng ta làm tiếp không? Các anh không nghe thấy sao? Đây đều sẽ được ghi vào sách vở, là hy vọng của hàng trăm triệu đồng bào. Mau làm lại. Làm lại, làm lại. Tiết Nhã Lan, Tiết Nhã Lan, cô chờ chút. Tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Cô phải trả lại lá cờ cho tôi chứ. Hay là anh cướp lại đi, dù sao tôi cũng đâu đánh lại anh. Không không, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi có ý kiến về cô. Ý kiến gì? Uổng công cô là người từng đi du học. Có phải cô xem thường giai cấp công nhân chúng tôi không? Có phải cô cảm thấy giai cấp công nhân chúng tôi vô văn hóa, toàn là đám thô lỗ, có đúng không? Trẻ con. Trẻ con sao? Cô đứng lại. Tôi trẻ con sao? Không có chúng tôi vào Nam ra Bắc, vào sinh ra tử, các cô làm sao được đi du học có cuộc sống thoải mái chứ? Cô nhìn đi, vết sẹo này để lại từ chiến dịch Bình Tân, còn chỗ này được để lại từ cuộc kháng chiến Mỹ Diệm Triều. Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Sao không nói nữa đi? Ban nãy chẳng phải nhiều lời lắm sao? Nói tiếp đi. Nói thật. Cô cười lên xinh thật đấy. Người già có bệnh, có hành vi như thế, chúng tôi có thể hiểu. Thằng nhóc này vừa đến sở cảnh sát đã làm ầm ĩ. Thanh niên không hiểu chuyện, anh đừng giận. Cảm ơn, cảm ơn. Đã gây phiền phức rồi. Thôi, giải thích rõ ràng là xong rồi. Vậy tôi gọi ông ấy ra, kéo dài cho anh quá. Cảm ơn. Sếp, chuyện này thời gian thử việc của cậu còn bao lâu? Còn 2 tháng. Vậy cậu làm thêm 2 bữa, tôi sẽ cho người thế. Anh muốn điều tôi tới phòng hạng 1 sao? Chỗ tôi chỉ là cái miếu nhỏ, không chứa nổi tượng Phật lớn như anh. Đừng mà, anh đừng đuổi tôi. Tôi cũng khó khăn lắm. Tôi học ngành nghệ thuật kiến trúc. Anh bảo tôi làm bảo mẫu chăm sóc ông ấy là lãng phí nhân tài. Đây chính là hạng mục hiện tại của cậu. Có biết đó là ai không? Sư phụ của tôi, tấm gương lao động toàn quốc. Nhưng hạng mục này không thể hiện được giá trị của tôi. Cái gì là... Sao vậy? Xuyên.
Con không bận rộn ở công trình tổ chim, chạy đến đây làm gì chứ? Không phải. Thầy nói con biết. Thầy không sao. Không sao hết. Cứ đi làm việc đi. Đúng đúng. Đừng chạy tới đây suốt. Bây giờ con là bậc lãnh đạo, đã lên làm sếp rồi thì phải có dáng của sếp chứ. Đúng, thầy nói đúng. Còn nữa, thầy nói đi ạ. Đừng có suốt ngày cho thanh niên đến đây, đâu cùng một thế giới, nhìn mà bực mình. Hay là thầy vào viện nha. Tôi không ở bệnh viện, viện điều dưỡng cũng không. Thầy không sao cả, sao phải vào viện điều dưỡng chứ? Ông ơi, tới rồi. Quậy đủ rồi, đừng phá nữa nha. Chậm thôi. Không phải. Ông làm gì vậy? Ông ơi, ông mở cửa đi. Ông ơi, mở cửa đi. Tại sao lại đóng cửa chứ? Mở ra cho tôi. Ông nhốt tôi bên ngoài làm gì? Ông mau mở cửa đi, người ta đang chờ kìa. Tôi nói này, tôi mời ông đi ăn, mời ông tắm, còn đưa ông ra khỏi sở cảnh sát. Ông lại đối xử với tôi như vậy. Lại nổi cơn rồi. Mở cửa. Ông mau mở cửa đi. Chẳng biết Tiết Nhã Lan ở đâu cả. Ông không thể kết hôn với bà ấy đâu. Cả đời ông cũng chỉ có thế thôi. Một thân một mình tới già. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Nào, một, hai, đi. Một, hai, ba. Tránh ra, tránh ra. Nào. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Đi. Ra rồi, ra rồi. Hay quá. Cảm ơn. Ông mở cửa đi. Ông mở cửa ra cho tôi đi. Im miệng. Hôm nay ông nhốt tôi bên ngoài cho vui đúng không? Ông mở cửa, mở cửa ra. Im miệng. Ông lại nổi cơn không nhớ ra tôi là ai đúng không? Cậu là ai? Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi tên là Dương Tiểu Mạc. Cậu là ai? Tôi là Dương Tiểu Mạc. Ông nhìn đi, nhìn đi. Qua đây nhìn cho kỹ. Ông nhìn cái mặt này đi. Cậu là Dương Tiểu Mạc. Tôi là Dương Tiểu Mạc. Vậy Dương Tiểu Mạc là ai? Dương Tiểu Mạc là người mà cơ quan phái đến chăm sóc ông. Nhớ ra chưa? Thành phần đặc vụ phá hoại của Mỹ và tưởng giới thạch như cậu sao có thể vào cơ quan của chúng tôi chứ? Cậu muốn lừa tôi. Cậu muốn lừa tôi. Cậu nghĩ là tôi là người dễ bị lừa lắm sao chứ? Ông nói gì vậy? Im miệng. Tôi không chơi với ông nữa. Tôi nói cho cậu biết. Cậu còn cầm ràm thì tôi lấy gạch chọi cậu đấy. Bớt lắm lời đi.
Im miệng ở đó cho tôi. Để tôi suy nghĩ. Để tôi suy nghĩ kỹ xem. 3 ngày. Đúng vậy. Bên bộ phận chỉ huy yêu cầu rất gấp. Tất cả các bản mẫu đều phải chuẩn bị đầy đủ. Để tôi nghĩ xem. Hay là tôi bàn lại với bộ chỉ huy xem sao. Để họ cho thêm vài ngày được không? Quyết định vậy nha. Cô chờ chút. Một ngày một đêm là đủ để tôi làm xong cho cô. Anh nghĩ lại cho kỹ đi. Đừng quá cố. Tôi nói cho anh biết. Tôi cần kích thước y như nhau. Mấy nghìn phần lẫn đó. Anh phải đảm bảo chất lượng cho tôi. Cô là thợ mộc hay tôi đây? Cô có thể hiểu gì của thợ mộc sao? Đây chẳng có gì to tát hết. Trong việc của thợ mộc thì tôi là thầy của cô. Nếu anh làm không xong thì sao? Làm không xong thì tôi gọi cô là sư phụ. Nếu tôi làm xong thì sao? Vậy tôi sẽ trả lại cờ cho anh ngay. Đội trưởng, cái này làm sao đây? Không dùng được. Anh lên tiếng đi chứ đội trưởng. Theo tôi thấy thì đội trưởng, anh phải báo lên với lãnh đạo. Cho chúng ta 2 hôm nữa. 2 hôm đâu có đủ. Đúng đó. Thôi thôi, đừng ý kiến nữa. Tôi đã nghĩ xong từ lâu rồi. Nào nào, chẳng phải trên đây có số hiệu sao? Chúng ta chia thành 20 nhóm theo số hiệu. Mỗi nhóm 4 người. Người thứ nhất dựa theo ký hiệu trên giấy vẽ. Vẽ và ký hiệu. Còn người thứ hai thì cưa. Dùng sức cưa cho tôi. Kỹ thuật viên Tiết. Chờ xe à? Anh về nhà sao? Tôi đi học bổ túc. Mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy còn đi học, không thấy vất vả sao? Đều chẳng có gì to tát. Vậy anh đi học xong, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi cảm thấy sức khỏe là cái quan trọng nhất. Dù sao về cũng không ngủ được. Để học xong rồi tính. Hay là tôi đưa cô đi nha? Không cần, không cần đâu. Tôi chờ chút là xe tới. Đi thôi, xe còn lâu mới tới. Nào lên xe tôi đưa cô đi. Không cần, không cần đâu. Không sao. Xe tôi nhanh hơn xe buýt. Nhanh lên. Ngồi cho vững. Đi thôi. Đội trưởng Thời, tu sửa Nhà Trắng của Mỹ cần thời gian 9 năm. Cung điện các quốc gia ở Geneva cũng cần thời gian 8 năm.
Tôi cảm thấy muốn xây xong đại lễ đường trong vòng 10 tháng. Chuyện này liệu có khó khăn quá không? Không khó. Kỹ thuật viên, tôi nói cô biết, chúng tôi đều từng sống trong thời xã hội cũ, đều là những người từng chịu khổ. Nay làm chủ nhà đúng không? Đã đến lúc nếm vị ngọt của xã hội mới. Đừng nói là xây đại lễ đường trong vòng 10 tháng, cho dù là xây thêm một cái cũng chẳng đáng là bao. Cô thấy sao? Đúng, đó đều là chuyện thường. Đến rồi. Cảm ơn anh đưa tôi về. Không có gì. Hay là anh lên nhà uống nước đi. Những cuốn sách làm mô hình mà anh nói, hình như tôi từng thấy. Anh lên đi, tôi tìm cho anh. Thôi, cô tìm thấy thì mang tới công trường cho tôi đi. Tôi còn phải đi học. Vậy anh mau đi đi. Không, tôi nhìn cô lên lầu rồi đi. Vậy tôi đi đây. Hoan nghênh quý khách. Chào ông. Ông đi mấy người? Mời vào trong. Tôi muốn tìm người. Tìm người thì đến đúng chỗ rồi. Ở đây có đủ. Đây là đâu? Ông không biết đây là đâu mà đến sao? Phải không vậy? Khoan khoan khoan. Đừng lôi kéo. Tôi muốn tìm người. Ông tìm cô nhân viên nào? Nhân viên là kỹ thuật viên đúng không? Cũng có thể nói thế. Họ đều cần có kỹ thuật, phải không? Mời vào. Tôi tìm Tiết Nhã Lan. Có cô ấy không? Tiết Nhã. Cô ấy ở trên lầu. Nào lên lên. Tiết Nhã Lan vẫn còn. Một vị khách VIP lên lầu. Một vị khách VIP. Tôi tìm người. Dân, để tôi cho người đến nha. Đội trưởng, đừng tính nữa. Đội người ta làm hăng sai, chúng ta lại tuột rồi. Làm gì vậy? Lão thời làm gì đó? Đang nghiên cứu. Nghiên cứu gì chứ? Đã là lúc nào rồi? Tổng cộng chỉ có 7 ngày. Bây giờ chẳng có thành phẩm nào. Tôi đang chờ nghiệm thu đó. Ôi trời, tới khi đó anh chờ nghiệm thu là được rồi. Lão thời thì cũng đâu thể cho các anh em ngồi chờ như vậy. Làm mẫu lớn xong trước đi. Mẫu lớn càng không thể làm xong. Thời Trường Công, tôi nói anh biết, việc làm mẫu lớn là tri thức tổ tiên để lại. Không phải anh muốn thay đổi là thay đổi đâu. Tôi nhắc nhở anh, nếu không hoàn thành kịp tiến độ, anh không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Chịu trách nhiệm đúng không? Tôi nói anh hay, bây giờ giai cấp công nhân làm chủ, không sợ chịu trách nhiệm đấy. Được, Thời Trường Công, tôi không quản anh được. Tôi tìm người quản anh. Anh đã tính suốt bao nhiêu ngày rồi? Đội trưởng, đội trưởng, nói đi. Bộ chỉ huy bảo anh qua đó. Qua đó làm gì chứ? Nói với họ tôi không rảnh. Bên anh tính xong chưa? Đội trưởng Thời. Đội trưởng Thời, nghe nói anh bảo là 4 ngày làm sẽ xong. Ừ. Lão Bạch đến quán tháng với tôi nửa ngày trời. Sao vậy? Có chắc không? Có. Nhưng mà về mặt lý luận thì không có vấn đề. Nhưng tôi sợ khi thao tác thực tế mà có vấn đề gì tôi chẳng còn đường lui. Nào cô qua đây, tôi cho cô xem cái này. Cô xem. Tôi tính toán ra được một công thức. Làm vậy thì có thể hoàn toàn thay thế được mẫu lớn. Có an toàn không? Anh đã từng thí nghiệm chưa? Làm thử rồi. Cô cười gì vậy? Tôi cười cũng không được sao? Vậy nếu anh đã thông suốt rồi thì mau làm đi. Đừng do dự nữa. Thôi thôi thôi, đừng ồn ào nữa. Lão Bạch, không có vấn đề. Không có vấn đề sao? Lão Thời, số liệu của anh khác xa số liệu của tôi mà anh nói không vấn đề. Đúng là có chênh lệch. Anh nhìn cái cột đó đi.
Ban nãy tôi đã đo rồi, đường kính của cây cột đó khác, trên dưới hai đầu có chênh lệch đó. Anh có dám đo các mẫu lớn của anh không? Đảm bảo khác với chúng tôi. Tôi nói anh biết vấn đề nằm ở đâu. Làm mẫu lớn là bằng luận trên giấy. Anh không tính đến việc nở ra khi nóng và co lại khi lạnh thì sẽ có sai số. Được rồi, đừng tính nữa. Tôi nói cho anh biết kết quả, chênh lệch 7 cm. Thôi, mọi người đừng ồn ào. Trước 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Làm việc tiếp nào. Được. Bên đó, lùi xuống một chút. Chậm thôi. Chuẩn bị đổ. Thành công rồi. 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 Tốt quá. Tốt quá đi. Chúng ta mà báo với anh chưa? Được. Anh và em tình nồng ý đượm, như nước chảy ngày đêm không ngừng. Tôi đi trước đây. Nước chảy cũng có lúc cạn. Mấy người nháo nhào gì chứ? Đây là gì vậy? Là gì thế? Nhìn không giống đồng hồ. Cái này tôi cũng không biết là gì. Sao không có thời gian? Mấy người lừa bịp. Ông ơi, đừng đừng đừng. Ông bớt giận đi. Mấy người trong chừng đi. Ông mơ thôi nào. Còn đập nữa thì không chỉ 1.500 đâu. Tôi tìm người. Cậu đi tìm người cho tôi đi. Mấy người nhẹ thôi làm hỏng có đền không. Tìm người. Đừng động tới tôi. Bớt lời chuyện bao đồng đi. Cút qua một bên. Hai người là ai? Chúng tôi là người nhà. Người nhà đúng không? Anh là ai? Tôi là ai à? Tôi là quản lý ở đây. Đứng im đó. Tôi nói mấy người biết. Trông chỗ ông ta cho kỹ. Người nhà đúng không? Qua đây rồi nói. Mấy người làm gì đó? Đừng động vào anh ấy. Làm gì vậy? Đừng nhìn nữa. Mau đứng vào chỗ đi. Một người vừa tính tiền. Tôi nói anh biết. Ông ta đã tiêu hết 1.500 ở đây. Sau đó không thanh toán. Cứ nói với tôi là tìm Tiết Nhã Lan gì đó. Đến chỗ rửa chân mà tìm ai chứ? Đúng không? Chẳng khác nào bị điên. Đạp vỡ hết mấy lọ của tôi. Tôi chẳng thể nào làm ăn tiếp. Anh muốn giải quyết chuyện này không thành vấn đề. Một câu thôi. 41.500. Bao nhiêu? 41.500. 41.500. Mấy người khiến ông ấy thành ra thế này. Tôi còn chưa bắt đền. Bây giờ ông đòi tôi đền 41.500. Anh bị điên đấy à? Tôi bị điên đấy sao? Không muốn đền đúng không? Tôi còn chưa nói mà muốn ăn dạ rồi. Tôi nói mấy người biết. Tôi sẽ báo cảnh sát. Chúng ta không nói nữa. Báo cảnh sát được chứ? Quấy rối trật tự công cộng. Đừng đừng đừng. Đừng báo cảnh sát. Anh nhìn xem đây là giải quyết vấn đề sao? Tôi tự báo cảnh sát. Gọi đi. Cô nhìn bản thân ăn mặc thế nào kìa. Đúng là sư tử Hà Đông. Tôi mặc thế nào hả? Anh nói gì vậy hả? Sao nào? Còn đẩy tôi nữa. Cô còn dám ra tay. Còn đẩy tôi nữa chứ, sư tử Hà Đông. Thôi đi. Tôi trả. Tiết Nhã Lan. Đóng cửa lại. Hôm nay không cho ai đi hết. Đứng im. Tìm tôi, tìm tôi.
Anh bảo tìm anh. Tôi thả ông ấy đi. Anh đứng im ở đây. Ông ơi. Ông ơi. Không sao. Ông đừng để ở trong lòng. Vẫn không quẹt được. Thẻ anh có vấn đề không đấy? Hay là vậy đi, anh cho người theo tôi rút tiền, sau đó tôi đưa anh tiền. Không được, lỡ anh chạy mất thì sao? Tôi biết tìm anh ở đâu, tìm tôi. Chào anh, xin hỏi anh là ông chủ? Đây là danh thiếp của tôi. Anh là quản lý sao? Dân dân. Bao nhiêu? 41.500. Bao nhiêu? 30.000. Không phải 41.500 sao? Tôi tên là Lâm Tử Hào. Quẹt 1.500 cho anh đây. Mau lên, để tôi. Xin hỏi mật mã của anh. 6 con số 6. Dân, 6 số 6. Anh ký tên đi. Cảm ơn anh. Đi. Anh giữ một tấm danh thiếp của tôi đi. Đi thông thả. Dương Tiểu Mạc. Dương Tiểu Mạc. Làm gì vậy? Ghen à? Không có. Đứng lại. Anh không có gì để nói sao? Anh sẽ trả tiền cho em. Đưa chìa khóa đây. Em lấy làm gì? Đồ của em để trên xe anh. Em phải đi lấy đồ. Em phải đi rồi. Em đi thật sao? Nếu em không đến tìm anh thì liệu anh có giống ông ấy đi tìm em không? Đội trưởng Thời, tặng anh quyển sách này, hy vọng giúp ích cho anh. Tôi đi đây.
Kỹ thuật viên Tiết. Kỹ thuật viên Tiết, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nào nào, qua đây. Có chuyện gì? Cảm ơn sách cô cho tôi. Mà nè, tôi... Cô thấy con người tôi thế nào? Tôi cảm thấy con người anh khá tốt. Tôi thích anh. Quang nghênh, quang nghênh. Vỗ tay nào, vỗ tay. Nào nào, im lặng nào. Kỹ thuật viên Tiết, cô giúp chúng tôi nhiều như vậy. Toàn thể chúng tôi mời cô ăn bữa cơm. Thật sự không cần phiền đến vậy đâu. Ban nãy tôi ăn no rồi, thật đó. Ăn thêm đi, ăn thêm đi. Được rồi, nếu cô đã ăn rồi, vậy ít nhiều cũng phải uống canh. Đúng đó, uống canh đi. Được, vậy tôi không khách sáo. Nào, cùng nhau nha, được được. Có ngon không? Ngon lắm, uống thêm đi, uống đi. Canh gì vậy? Cô kỹ thuật viên, đây là cá mà hôm qua đội trưởng bảo tôi đến Bắc Hải bắt đó. Bảo là chuẩn bị riêng cho cô. Đây là canh cá ngon lắm, đúng đó, uống đi ạ. Sao vậy? Cô sao vậy? Sao vậy? Diều quấy đi. Nào, Diều, Diều đi. Ông đừng căng thẳng. Người nhà qua đây một lát. Đây là hình nửa năm trước. Đây là hình chụp hiện tại. Nếu phát triển theo tình hình trước mắt thì rất nguy hiểm. Tôi đề nghị người nhà mau chóng thu xếp cho máy nhập viện. Bác sĩ, bác sĩ, xin hỏi anh nói nguy hiểm là sao vậy? Để tôi nói anh biết, khối u động mạch này nằm rất sâu, đã chèn ép đến dây thần kinh thị giác. Tiếp theo đó là thính giác, khứu giác và dây thần kinh vận động đều sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ ông ấy muốn ăn gì thì cứ chiều theo, muốn làm gì thì cứ cho máy làm. Y tá, xin hỏi Tiết Nhã Lan ở phòng nào? Phòng bệnh số 3. Vâng, cảm ơn cô. Đội trưởng Thời. Nhã Lan. Mẹ, anh ấy là đội trưởng Thời mà con từng nhắc tới. Chào bác gái, cháu đến thăm cô ấy. Nghe Lan Lan hay nhắc đến cậu. Cháu có mang chút trái cây. Cậu khách sáo quá rồi, cảm ơn. Kỹ thuật viên, cô bị bệnh gì vậy? Tôi mắc bệnh không thể ăn cá. Không thể ăn cá? Đây là bệnh gì vậy? Bệnh không thể ăn cá là không được ăn đó. Đều tại tôi. Sao rồi, nghỉ ngơi thế nào? Còn choáng không? Bác sĩ Quách, bao giờ thì tôi mới có thể xuất viện? Sắp rồi. Bà Trịnh, phiền bà ra ngoài một chút. Hai người nói chuyện đi, cậu ngồi đi. Dạ, cảm ơn bác. Đội trưởng Thời, công trường sao rồi? Để tôi nói cô biết. Lão Quách, sao vậy? Có kết quả rồi à? Giống với lão Tiết vậy, bệnh máu trắng. Hiện điều có thể xác định là có liên quan đến di truyền và phóng xạ. Sao lại như vậy? Sao lại thế này chứ? Vậy đã bao nhiêu năm rồi? Tôi cảm thấy con bé sẽ ổn. Con bé sẽ thoát khỏi.
Mỗi đêm tôi đều không ngon giấc, luôn thấp thỏm lo âu, cứ thấy lo cho nó. Nhưng mà ông xem, chuyện tôi lo cuối cùng vẫn xảy ra. Đây là số phận. Lão Quách, đã bao nhiêu năm trôi qua, chẳng lẽ không còn cách nào chữa trị vậy hay sao? May mà con bé còn trẻ, có lẽ có thể chờ tới khi trị khỏi bệnh cho nó. Chờ sao? Ông có biết không, lão Tiết chúng tôi gắng gượng được khoảng nửa năm, nhưng sức khỏe của Lan Lan thì không thể sánh bằng bố nó. Sao nó có thể chờ nổi? Con người mà, phải nghĩ về hướng tích cực, đúng không bà Trịnh? Tôi hiểu, tôi hiểu ý ông. Nhưng mà tôi, làm sao tôi nói với Lan Lan được đây? Nó đang yêu đương mà. Nào, rót rượu sinh nhật, rồi hát chúc mừng sinh nhật cho ông. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Im miệng. Sao không chờ tôi? Vui lên nào. Ngồi yên nào. Ngồi yên đó. Ngồi yên đó. Chụp hình làm gì? Không chụp, không chụp. Xong rồi. Này này ông xem, đẹp trai lắm. Ngày mai tôi đăng hình ông lên máy web kết bạn, có thể đi xem mắt rồi. Đang ở đâu? Web kết bạn bốn phương, xem mắt. Thôi đi. Vậy là thôi sao? Tôi chuẩn bị cả bàn thức ăn thịnh soạn đó. Chuẩn bị xong chưa? Mau lên. Chuẩn bị xong rồi, xong rồi. Mọi người im lặng nha. Im lặng bắt đầu. Cảnh 2, phân đoạn 76. Quay lần thứ nhất. Nói. Đánh. Đánh. Đạt chứ đạo diễn? Được, chuyển cảnh. Nào nào nào, dọn dẹp. Này, sao anh đến đây? Anh đến thăm em, tiện thể xem thử phim trường ra sao. Nhiều người quá vậy, thần kỳ quá. Đúng, là vậy đó. Máu trên người em là thật hay giả vậy? Này này này, chú ý chút đi. Giờ em không còn độc thân nữa. Nhanh thế. Ai vậy? Kéo ra đây cho anh xem thử. Đây chẳng phải tên ở tiệm rửa chân sao? Đúng, người trả tiền đó. Trời ạ, gu em mặn thật. Không phải, anh tìm em có chuyện quan trọng. Em biết ngay anh đến không phải thăm em. Chuyện là thế này, mấy hôm trước ông ấy đến bệnh viện khám sức khỏe, tình hình không mấy khả quan. Ngày tháng còn lại e là không còn bao nhiêu. Anh muốn hoàn thành ước mơ của ông ấy. Em giúp tìm anh một diễn viên giống Tiết Nhã Lan được không? Dương Tiểu Mạc, có phải anh bị thần kinh không? Hay đầu bị lừa? Anh có biết mặt mũi Tiết Nhã Lan ra sao không? Anh không biết, vậy thì đã sao? Anh không biết thì sao em tìm? Đã nhiều năm trôi qua lắm rồi, ông ấy cũng quên mất mặt mũi Tiết Nhã Lan ra sao rồi. Nếu như ông ấy nhớ, nếu ông ấy biết là giả thì sao? Anh chịu trách nhiệm sao? Chịu thì anh chịu thôi. Giờ em tìm giúp anh đi. Em không tìm được thì anh không đi đâu.
Nhã Lam, em xuất viện hồi nào vậy? Mấy hôm trước. Sao em xuất viện không nói với tôi? Vì dạo này tôi cũng đang bận nhiều việc nên chưa kịp nói với anh. Em xuất viện thì tốt quá, chúng ta là có thể cùng nhau làm việc rồi. Đội trưởng Thời, anh còn việc gì khác không? Nếu không thì tôi đi đây. Hai hôm nữa tôi cần cái này, phiền cô làm nhanh nhất có thể. Được, tôi sẽ cố gắng. Nhã Lan, có chuyện gì sao? Có phải tôi chọc giận em không? Đâu có. Nếu không thì sao em lơ là tôi? Sao em cứ tránh mặt tôi vậy? Nhã Lan, em từng nói em thích tôi mà, sao em lại lơ tôi chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói tôi biết được không? Em đừng đối xử với tôi như vậy. Em nói tôi biết rốt cuộc là sao không? Anh ôm đủ chưa? Mẹ tôi nói chúng ta không hợp. Không thể nào. Bà ấy nói vậy đó. Anh ra ngoài trước đi, tôi còn việc phải làm.
Tình hình nhà chúng tôi khá đặc biệt. Tôi nghĩ Nhã Lan cũng đã nói vài điều với cậu. Bố nó mất sớm. Năm 1945 chúng tôi ở Đức. Trận chiến kết thúc, chúng tôi chạy về Liên Xô. Nhưng bố nó chạy không thoát, rồi bỏ mạng ở Đức. Khi đó tôi một mình dắt theo Nhã Lan, đi hết 3 ngày 3 đêm mới tới nơi. Hai mẹ con chúng tôi nương tựa lẫn nhau, sống cho tới ngày hôm nay. Thật sự không dễ dàng gì. Tôi cũng từng có tuổi trẻ. Tôi hiểu tình cảm của hai đứa. Nhưng mà công việc mới hiện tại của Nhã Lan là ở ngoại thành. Tôi không muốn con bé sống ngày tháng chia cắt hai nơi. Thành thật xin lỗi cậu. Bác gái, suy nghĩ của cháu ban nãy cháu đã nói rõ ràng rồi. Đúng, công việc đối với Nhã Lan thực sự rất quan trọng. Nhưng mà bất kể cô ấy được điều đi đâu công tác, thì dù làm trâu làm ngựa, cháu cũng phải ở bên cô ấy. Cháu không quan tâm làm công việc gì. Cháu có thể làm rất nhiều việc. Cháu có thể quét dọn, có thể làm nông nghiệp. Nếu bác về cháu không có văn hóa thì cháu có thể đi học đại học. Đội trưởng Thời, hai đứa không hợp. Bác gái, cháu cảm thấy lời nói của bác cũng không thỏa đáng. Bây giờ đã là thời đại mới, đề cao tự do yêu đương. Cháu cảm thấy chuyện này phải để Nhã Lan tự quyết định. Cháu xin phép. Hà cớ gì không phải thế chứ? Dày dò bản thân còn hành hạ người khác. Mẹ thực sự thấy đau lòng cho con. Mẹ muốn con yêu đương đàng hoàng một lần, dù cho chỉ một ngày thôi cũng được. Anh ấy là một người tốt, con không thể liên lụy anh ấy. Con cũng muốn ở bên anh ấy cả đời thật hạnh phúc. Nhưng con không thể cho anh ấy. Giờ con không làm được. Con không thể làm lỡ cuộc đời của anh ấy. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu. Nhưng mà mẹ, con thật sự không cam lòng. Con thật sự không cam lòng. Tại sao con không thể như người khác? Con thật sự không cam lòng.
Này, ông làm gì vậy? Ông bỏ xuống đừng đốt nữa. Ông xem trong nhà toàn là khói. Ông mau tránh ra đi. Thật khó chịu nổi mà. Ông làm gì vậy? Lại lên cơn sao? Ông có biết ông đã... Tôi phải nói sao đây chứ? Đang yên đang lành, khói quá tôi chịu hết nổi rồi. Ông à, chắc không phải ông lại vì cô Tiết Nhã Lan gì đó đấy chứ? Có cần phải thế không? Ông bỏ cả mạng mình à? Im miệng, bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi mặc kệ, mặc kệ. Tôi không rảnh quản ông. Còn chẳng phải gì, coi như tôi chưa nói gì. Tôi mặc kệ ông, thì biết đâu đã đốt thành tro rồi. Cậu tự chuốc lấy. Vâng, tôi tự chuốc lấy. Được chưa? Tôi tự chuốc lấy. Ông đốt xong tôi dọn giúp ông. Tôi tự chuốc lấy. Tôi đốt thành tro sao? Nếu tôi bị đốt thành tro thì đã sớm thành tro khi ở chiến trường Triều Tiên rồi. Khi ở chiến trường Triều Tiên tôi không chết. Bảo tôi nằm trên giường bệnh ở bệnh viện. Bảo tôi nằm chết trên bệnh viện. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Lão Thời, đây là Tiết Nhã Lan đưa cho anh đó. Trước khi cô ấy đi, bảo anh cố gắng học tập, chuyên tâm làm việc. Sau này sẽ có thành tựu. Lão Thời, anh sao vậy? Tiết Nhã Lan. Tiết Nhã Lan. Đội trưởng Thời. Bác gái. Nhã Lan không có ở đây. Con bé ra ngoài rồi. Bao giờ cô ấy về ạ? À? Tôi không rõ nữa. Vậy cháu đi đây.
Sếp, sếp. Chạy tới đây làm gì? Tôi tìm anh có chút chuyện, tôi đang bận. Tôi biết anh bận. Làm phiền anh một chút, vài phút thôi. Vài phút thôi. Đừng đi mà, vài phút thôi, mau lên. Cậu có chuyện gì? Chuyện là thế này. Trương Tổng, một ông lão đang gây chuyện ở phòng VIP. Đây là tổ chim. Nhưng không chỉ là tổ chim, cũng không chỉ là một sân vận động. Nó là sân chính của hoạt động thể dục thể thao lớn mạnh nhất của toàn nhân loại trên thế giới này. Cậu làm vậy không được. Cậu làm thế này là làm bừa. Cậu xem tôi để trên đất này. Ông là ai vậy? Ông nhặt lên đi. Sếp ơi, ông này không biết từ đâu ra. Không cho chúng tôi làm, cứ quậy phá rối ầm lên. Chuyện gì thế? Gọi sếp mấy người tới đây. Anh đến rồi à? Sao thì lại chạy tới đây? Làm như ông ta thì tôi không làm được đâu. Đừng, đừng nóng vội. Ông làm ảnh hưởng tới lễ khai mạc thì có chịu trách nhiệm nổi không? Còn khóc nữa chứ? Ai khóc chứ? Còn dám khóc nữa? Tôi nói cậu hay. Năm đó đại lễ đường nhân dân, sảnh yến tiệc của đại lễ đường nhân dân, sàn gỗ dân sợi dài 7.000 mét, cần hoàn công trong 45 ngày. Chúng tôi dùng tay để dũa, hai tay dùng đồ dũa để làm. Cậu có biết hoàn thành trong bao ngày không? 8 ngày. 8 ngày đó. Nào, các đồng chí, mệt rồi đúng không? Chúng ta hãy phấn chấn lên. Hát một bài được không? Được, tôi sẽ khởi đầu. Công nhân chúng ta có sức mạnh. 1, 2. Công nhân chúng ta có sức mạnh. Công nhân chúng ta có sức mạnh. Làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ. Làm ngày làm đêm không ngừng nghỉ. Xây lên cao ốc nhà lầu, tu sửa đường sắt hầm mỏ, thay đổi thế giới sang hình tượng mới. Khởi động máy móc kêu ầm ầm, cầm búa sắt gõ bong bong, làm cuốc để sản xuất, lắp ráp pháo súng đưa đến tiền tuyến. Nào nào nào, mặt chúng ta ửng hồng, mồ hôi của chúng ta nhỏ giọt. Tại sao? Là vì giải phóng. Tại sao? Là vì giải phóng. Nào nào nào, là để toàn Trung Quốc được giải phóng. Chúng ta kết hôn đi.
Tôi xin lỗi. Có thể là tôi đã ảo tưởng rồi. Đội trưởng Thời, chờ đến khi anh trở thành tấm gương lao động toàn quốc, em sẽ lấy anh. Được, em chờ đó. Đội trưởng Thời, chúc mừng anh nhận được huân chương lao động, trở thành tấm gương lao động toàn quốc. Em không hề quên lời hứa giữa đôi ta. Em sẽ đến trước cửa đại lễ đường nhân dân vào đêm quốc khánh gặp anh. Nhã Lan. Sếp, sếp, anh tìm tôi. Chuyện của ông tạm thời xem như xử lý xong. Ông ấy ở bệnh viện thì ở đây không cần cậu nữa. Không phải chứ? Ý anh là đuổi tôi sao? Cậu đừng nghĩ tôi lạnh lùng như vậy. Tôi đã nói chuyện với ông ấy đồng ý. Không, không thể nào. Tâm trạng của chúng ta đều như nhau, đều muốn tốt cho ông ấy. Tôi đã nói chuyện và ông ấy đồng ý rồi. Cảm giác này rất khó chịu, giống như là ông ấy dứt bỏ tôi. Lời tôi nói cậu có nghe không? Dựa trên biểu hiện công tác xuất sắc của đồng chí Dương Tiểu Mạc, sau khi thảo luận thì quyết định đồng chí Dương Tiểu Mạc được điều đến phòng kế hoạch nhận chức giám đốc hạng mục cấp cao. Chúc mừng cậu. Nhóc con, đã đến lúc cậu xông pha mảnh đất thuộc về riêng mình rồi. Đồng chí Dương Tiểu Mạc. Trời ạ. Ông Thời, ông Thời, ông đã dậy chưa? Cậu là ai? Ông Thời, tôi là bác sĩ đặc biệt được công ty ông mời về. Ông Thời, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tốt nghiệp từ Học viện Y Dược Đại học Quốc lập Nhật Bản với học vị tiến sĩ. Chuyên ngành của tôi là
quan tâm lúc Lâm Chung. Tôi không cần quan tâm lúc Lâm Chung. Ông Thời, hiện tại dựa theo kiến thức của tôi học được thì điều ông cần bây giờ là quan tâm. Ông có nhu cầu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi muốn ăn tả bánh lù, thêm tí rượu. Dựa theo kiến thức của tôi có được từ Đại học Quốc lập, trong tả bánh lù có quá nhiều nội tạng, cholesterol rất nhiều, không nên ăn. Tôi muốn ra ngoài đi dạo, được không? Dựa theo kiến thức của tôi có được từ Đại học Quốc lập, lúc này ông không nên đi dạo, dễ bị sốt huyết não. Vậy tôi chỉ có thể nằm chờ chết. Dựa theo kiến thức của tôi có được từ Đại học Quốc lập, lúc này ông chỉ có thể như vậy. Thật là phiền phức. Để tôi xem. Vô cùng đẹp trai. Thích không? Thích là được. Mấy ngày qua cuộc sống khó khăn nên lại đến tìm tôi sao? Tôi đã hầu hạ được ông rồi mà còn gặp khó khăn gì nữa sao? Không thể nào. Ngon quá mẹ ơi. Thêm rượu. Được, có ngay. Nào. Ông ơi, có thể đến cuối năm tôi sẽ xuất ngoại, phụ trách một hạng mục. Được. Cậu cứ yên lòng xuất ngoại. Hôm nay xem như là tiệc chia tay của chúng ta. Cậu vừa đi thì sau đó tôi cũng đi luôn. Ông nói cái gì vậy? Đừng nói vậy chứ. Không được nói vậy là sao? Nghe như cậu yêu tôi vậy đó. Cậu đừng có giả vờ. Trong lòng cậu nghĩ sao tôi đều biết hết. Tôi nói cậu hay. Đừng có đóng vở kịch tình yêu từ biệt chia ly sến xúa với tôi. Tôi không thích. Ông à, là ông khiến tôi thật sự tin rằng thế gian này còn có tình yêu thuần khiết. Là ông dạy tôi nên tích cực sống tiếp. Đúng vậy. Tôi sẽ tiếp tục bước tiếp như ông mong muốn. Tiếp tục bước về phía trước. Được. Tốt. Hôm nay xem như tôi thắng. Chúng ta từ biệt tại đây đi. Tôi nói rồi đó. Tôi đi. Không được đi theo tôi. Cậu mà đi theo tôi thì tôi bực đó. Yên tâm. Tôi sẽ không đòi sống đòi chết. Tôi còn chưa sống đủ lâu. Không thành đạt thì đừng đến gặp tôi. Alo, bệnh viện Trường Phong.
Không sợ. Tôi không sợ. Muốn quậy tôi, muốn báo thù. Ông trời à, ông dạy dò tôi cả đời này rồi, còn muốn dạy dò tôi nữa sao? Muốn tôi mù mắt, không thấy rõ gì hết à? Muốn tay tôi bị điếc, để tôi không nghe thấy gì hết sao? Muốn tôi tè bậy trên giường, để tôi cảm thấy mình mất mặt. Không đâu, không bao giờ. Tôi sẽ tự giết mình trước. Tôi sẽ không để ông cười nhạo tôi đâu. Tôi tự giết mình. Tôi không muốn sống nữa. Ông làm gì vậy? Ông xuống đi. Ông xuống ngay cho tôi. Buông tay ra. Người đâu? Mau, là tôi gọi điện đó. Mau qua đây. Ông à, buông tay ra đi. Buông ra để tôi đi chết. Mau. Ban nãy em cũng thấy rồi đó. Đúng rồi, bạn trai đầu trọc của em đâu? Kết hôn rồi. Nhanh vậy sao? Với người khác. Đúng rồi, sáng mai em có hẹn với một diễn viên. Chẳng phải bây giờ ông không thấy đường sao? Chúng ta cùng nhau thử xem. Được. Giờ em đi đâu? Nếu về nhà thì anh đưa em về. Em không có nhà ở Bắc Kinh. Em không có nhà ở Bắc Kinh sao? Không thể nào. Thật đó. Diễn viên quen như tụi em, đóng xong phim này tới phim khác, một cái vali là toàn bộ tài sản. Dù thuê nhà ở Bắc Kinh, một năm bốn mùa cũng không ở mấy ngày. Sao phải làm giá đến vậy chứ? Đi thôi. Bà ơi, đây là tài liệu về Tiết Nhã Lan. Bên trong có phân tích tính cách của cô ấy, còn có những sự kiện trọng đại đã xảy ra trong đời. Phiền bà nhớ cái này có được không? Không cần xem đâu, tôi chính là Tiết Nhã Lan. Nhưng mà mỗi tháng phải đưa tôi 3 dạng. Một tháng 3 dạng. Được, tiền không vấn đề. Chúng ta quyết định vậy đi. Chúng ta chính thức bắt đầu từ ngày 8 tháng 8. Cút ra ngoài. Ông Thời, ra ngoài. Ra ngoài, sao vậy? Cút đi. Ông ơi, ông sao vậy? Cút. Sao thế? Cút. Anh Dương, anh tới đúng lúc lắm. Tôi nói anh biết, tôi không thể chăm sóc cho bệnh nhân này được. Đầu óc có vấn đề. Có vấn đề rất nghiêm trọng. Phải chuyển viện, chuyển đến bệnh viện tâm thần. Đầu óc có vấn đề gì? Anh không làm được thì thôi. Đừng có nói dớ dẫn. Này, anh đừng có mắng chửi người khác. Tôi không mắng anh, tôi nói anh dớ dẫn. Anh nói lại lần nữa. Anh nói dớ dẫn. Anh nói lại lần nữa. Sao hả? Anh mắng tôi thì thôi, mắng người khác tôi đánh anh. Thôi, thôi đi ông. Ông đừng cười nữa. Nào, nào, nào. Thôi, thôi mà. Tôi nói, thằng nhóc này còn dám giác mặt đến đây. Tôi đến để nói ông biết Tiết Nhã Lan về rồi. Thật sao? Đã hẹn rồi. Ngày 8 tháng 8 gặp nhau ở tổ chim.
Mẹ, con muốn về. Sao vậy? Con không muốn gặp cậu ấy sao? Đưa lá thư này cho anh ấy giúp con. Bác gái, Nhã Lan đâu? Con bé không đến. Đây là thư con bé đưa cậu. Còn cây bút này nữa. Tôi đi đây. Nội dung của lá thư đó đã không còn quan trọng. Nó dành tiếc Nhã Lan mãi mãi trở thành một điều bí ẩn, một điều để nhớ nhung, một niềm hy vọng và bầu bạn bên thời Trường Công cả đời, dẫn dắt ông ấy sống tích cực, cố gắng phấn đấu. Đi thôi ông, chúng ta xuất phát. Đi thôi. Tiểu Mạc. Dân, chúng ta đừng đi nữa nhé. Ông chờ 50 năm rồi đó, cứ thế từ bỏ sao? Cậu xem, giờ tôi vừa già vừa xấu, đừng làm cô ấy sợ. Hãy để lại một ký ức đẹp đẽ, cũng không phá hỏng hình tượng huy hoàng của tôi. Giờ tinh thần của ông tốt lắm. Không đi đâu. Đưa tôi đến đại lễ đường nhân dân đi. Đi thôi. Tôi và bạn, trái tim nối liền nhau, chung sống trên trái đất này. Vì giấc mơ, đi ngàn dặm. Tối hôm đó, chúng tôi không muốn để ông biết tình trạng của mình khi đó.
chỉ muốn để ông nhìn ngắm Bắc Kinh lần nữa, nhìn đại lễ đường nhân dân lần nữa, ngắm nhìn sự thay đổi trong 50 năm này lần nữa. Giơ tay bạn ra, tôi và bạn. Trái tim nối liền với nhau, mãi mãi là người một nhà. Tác phẩm của đạo diễn An Chiến Quân.